Thưa quý vị và bà con, hiện tại các cục dự trữ nhà nước khu vực đã xuất cấp bàn giao hơn 42.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 ở 24 tỉnh, thành phố tại miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam. Theo đó, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã kiểm tra chất lượng gạo, niêm phong mẫu rồi tiến hành xuất gạo cho các nhà thầu vận tải theo luồng xanh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Toàn bộ số gạo trên đã được các sở ban ngành địa phương kịp thời đưa tới tận tay hàng chục ngàn người dân ở nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, đặc biệt là người dân ở các khu vực phải thực hiện phong tỏa cách ly y tế, bị ngừng việc, mất việc. Riêng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đã hoàn thành kế hoạch xuất cấp trên 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân ở tỉnh Khánh Hòa, xuất cấp hơn 577 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Ninh Thuận và trên 6.800 tấn gạo cho các tỉnh Phú Yên, Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa, Vũng Tàu.